Hôm nay là chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 năm 2017. Có một chuyện nhỏ xíu nói luôn. Đi nghe pháp mà mình cứ để ý cái chuyện mà đi cúng câu thơ vậy đó, là cái mình chen đó chen lui, cái ông giảng bị phân tâm, là người khác phân tâm mà bản thân mình cũng được gì hết. Cho nên bà con, không phải riêng chúng tôi mà ngay cả vị khác cũng vậy, mình dồn rồi một lúc cuối cuối mình đưa. Chứ như ngày hôm qua ở bên Từ Quang kỳ cũng chết luôn, leo lên ngồi nguyên một nhóm xếp hàng lên đưa, nó nhìn nó cái đó mà quay phim đó, rồi mấy cái người mà không có đạo tâm á, họ nhìn nó thấy nó kỳ. Nó giống như mình sân đông mãi gõ mà người ta cho tiền trước rồi mình bắt đầu mình mới lấy dao chọt cái dừa sao vậy đó. Thưa quý vị, hôm nay là thứ nhật, chứ nhật thì hôm thứ năm. Mà gồm nước trà với nước này uống đi ghê, nước lọc nhà tắm á. Ok, ở ngoài Đà Nẵng á, cái quý vị có thấy quý vị ác không? Quý vị có quạt, tôi không có quạt, nó nóng muốn chết luôn. Ở ngoài Đà Nẵng tôi có nghe, ở ngoài Đà Nẵng tôi có thuyết cái đề tài đó là đời người là một chuyến đi. Đời người là một chuyến đi, từ ga này sang ga khác, từ trạm xe bus này qua cái trạm xe bus khác, từ phi trường này sang cái phi trường khác, từ ngã ba này, ngã tư này sang ngã ba, ngã tư khác. Cái vấn đề đó là mỗi chuyến đi như vậy đó, chúng ta đã đi bằng cái loại vé nào, các vị nghe kịp không? Và ở Đà Nẵng tôi có kể một câu chuyện có thật xảy ra cho tôi tại Mỹ. Có lần đó tôi từ Thụy Sĩ tôi về chiều, thì ban đêm á, người quen á, họ gọi phone hỏi tôi về chứ sư về lần này sư về bao lâu rồi sư đi trở lại. Cái câu hỏi đó rất là bình thường, nhưng mà câu thứ hai mới ghê. Sư về Mỹ bằng vé khứ hồi hay là vé một chiều? Ở đây có hiểu không? Thì lúc tôi đang buồn ngủ, tôi bị chết lắc, tôi mới hỏi vé nào cũng vậy, tại sao phải hỏi kỹ làm chi? Cái họ nói nếu mà vé khứ hồi á, có nghĩa là sư phải trở về bên kia. Chưa hết, cái này mới quan trọng. Nếu mà sư về Mỹ từ Thụy Sĩ bằng vé khứ hồi, thứ nhất là sư phải trở về bên kia, mà cái thứ hai đó, trong lòng sư bây giờ Thụy Sĩ nó là chỗ ở chính, nghe kịp không? Còn nếu mà sư đi bằng vé một chiều á, thì Mỹ là chủ chính, đi mà không có lòng mong về, nghe kịp không? Thì cái trong cái chuyện tu hành cũng vậy đó. Có nhiều người miệng nói tu, miệng là nói bát quan trai, miệng là nói đi tu thiền, miệng là nói bỏ việc đời, nhưng mà có một điều họ bỏ bằng cái vé khứ hồi. Có hiểu không? Nói sáng nay đi vô chùa nghe pháp, nhưng mà về đến đặt chân vào chùa thì cái lòng gửi ở nhà đó. Giữ ở nhà, vào ngồi đây mình ngoài cái tim ở nhà, chân đi mà lòng ở lại. Miệng nói đi Miến Điện tu thiền, nhưng mà qua tới Miến Điện ấy, thì cái lòng nó ở Việt Nam. Và ngoài đó tôi nhớ có một buổi giảng, các bà con đây có nghe online, tôi nói cái giá trị rốt ráo của đạo Phật ấy, không phải là tu để đắc cái gì, mà tu để bỏ được cái gì. Nghe kịp chưa? Như vậy đó là nội dung ngoài Đà Nẵng đó. Thì cái nội dung đó, đó tức là mình tu hành đó, là mình có mặt trên một cuộc đi, có một điều là từ điểm A qua điểm B, từ điểm B qua điểm C, chúng ta đi bằng vé khứ hồi hay là vé một chiều. Buổi giảng sáng nay cũng là buổi giảng cuối cùng của tôi ở Sài Gòn, tôi giảng một cái đề tài nó có liên quan, đó là đi đâu thì đi, nhưng phải nhớ mình cần có một chốn về. Vì, tôi nói chậm nha, tôi nói chậm, đi đâu thì đi, chúng ta cần phải có một chốn về. Vì sao? Vì đã gọi là con đường, thì nó là cái chỗ để mình đi, chứ không phải để chỗ để mình ở, nghe hiểu không? Đã nói đường là nghĩa là chỗ đi, chứ không phải chỗ ở.
Phật dạy trong kinh Chuyển Lưng Vương Trường Bộ, lát nữa bà con coi lên internet. Phật dạy là cái con rùa đó, nó có đi bao xa đi nữa nhưng mà nó vẫn mang theo cái nhà của nó, nó vẫn mang theo cái chỗ trú ẩn của nó là cái gì ta? Cái mai, để mà khi nào nó cần ẩn nấp thì nó rút vào trong đó. Rồi thì ngài nói thêm một ví dụ nữa, ngài nói rằng ở ngoài đồng á, ở Ấn Độ đó, đến cái mùa mà người ta cày xới đó, những cái luống đất khô á, mình nhìn mình thấy nó không có gì nhưng mà đó là cái chỗ trú ẩn của rất là nhiều cái loài, như là con chim cút chẳng hạn. Nó đi kiếm ăn. Nhưng mà nó thấy nguy hiểm á, thì một là nó lủi vào bụi, hoặc là nó bay lên trời, hoặc là nó chung xuống với mấy cái luống đất cày nó trốn. Thì cũng vậy, vị tỳ kheo đi lại trong cái cuộc đời này liên tục và thường xuyên phải đối diện với bao nhiêu là cái thứ thử thách và cám dỗ. Thử thách là gì? Thử thách tức là sáu trần, sắc thinh khí vị xúc bất toại, thì đó là thử thách. Còn cám dỗ tức là sắc thinh khí vị xúc mà hấp dẫn thì đó chính là những cám dỗ. Thì ngài dạy rằng dù thử thách hay cám dỗ thì nó đều là những cái chướng ngại lớn cho cái người tu học. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói rằng đời tu á, trong đời tu của mỗi người, dù là tăng ni cư sĩ, nói chung vị đắng nó cũng là một cái đáng ngại, đáng cảnh giác. Vị ngọt cũng là cái đáng ngại, đáng cảnh giác. Mà cái nhạt nhẽo nó cũng là đáng ngại, đáng cảnh giác. Còn nhớ bài giảng đó không? Vị đắng tức là bị thử thách nhiều quá, đói, lạnh, bệnh không có thuốc, lúc cần tiền không có tiền, muốn xê dịch đi lại thì lại không có điều kiện. Đó là vị đắng của đời tu. Nhiều khi mình muốn đi học mà đi xe bus hoài nó cực, đứng ở trạm bị mưa bị nắng đấy nó cũng nản. Đó là vị đắng. Mà nếu vượt qua được cái đó thì mới tu học tốt. Trường hợp thứ hai đó là vị ngọt, nó cũng là một cái rất là đáng ngại. Thí dụ như hồi nào không có tiền, bây giờ tự nhiên nó trúng mánh, tháng nó vô vài chục triệu, rồi có người rủ đi chơi, rủ đi spa, rủ đi làm đẹp ở bên Nhật, bên Nam Hàn, rồi rủ đi chơi chỗ này chỗ kia, tự nhiên mình nghe nó rủ đi Miến Điện tu thiền, nó nản. Mà hồi nào nghèo á thì khoái đi thiền, tới giờ nó khá là muốn đi chơi. Thì đó là cái vị ngọt. Rồi cái thứ ba là cái nhạc. Nhạc là sao? Có bao giờ quý vị thức dậy mà các vị nghe trong lòng mình nó vô vị, nó tẻ nhạt, không biết hôm nay sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì hay không? Đó là vị nhạc. Cái cảm giác đó tôi gọi là si đa tâm lý. Có nghĩa là nó bị mất cái tính miễn nhiễm ấy. Có nghĩa là nó không có khả năng tiếp nhận cái gì nữa hết á. Nó đơ, bị đơ á. Nó nản. Đi chùa hoài, học hoài cũng vậy, học cho lắm cũng mắm với dưa, mà học vừa vừa cũng dưa với mắm. Rồi nó nản, thì cái nhạc đó đó chính là một cái thử thách của người tu. Ngài Xá Lợi Phất, ngài có một cái ví dụ rất là đẹp, rất là hay. Ngài nói giống như mấy cô chiêu cậu ấm nhà giàu á, có nhiều áo quần, có nhiều trang phục để mà thay đổi. Có thể buổi sáng á muốn mặc cái gì thì đứng trước gương xăm soi xong rồi chọn một bộ vừa ý, buổi trưa, buổi chiều, thậm chí buổi tối muốn mặc cái gì mặc. Cũng vậy, người tu hành phải có khả năng thay áo liên tục cho cái nội tâm của mình. Khi nào mà cái tâm của mình nó bị tiêu cực, bệnh hoạn, thiếu máu, xuống dốc, nó không có năng động nữa, thì lúc đó mình phải kéo nó lên. Mà khi nào nó bung sung, nó manh động á, thì phải dằn nó xuống. Phải có khả năng mà kèm giữ kiểm soát nội tâm của mình. Lúc mình phải mặc cái áo hoan hỷ, có lúc mình phải mặc cái áo chánh niệm, phải có lúc mình mặc cái áo của thiền định nha. Y như là mấy người nhà giàu mà họ có nhiều áo quần, còn có nhiều Phật tử thì nghèo quá. Tôi đang nói nghèo về nội tâm á, sung lên, hứng lên, chạy vô chùa làm phước. Làm phước xong ra khỏi cổng chùa, đoạn đường trước mặt chỉ là bóng tối, về biết làm gì. Có rất là nhiều người Phật tử, thậm chí ở nước ngoài đó, đã ly dị là bởi vì họ nói thà không biết đạo, lấy tiền đi chơi, còn đằng anh này biết ba mớ đó, thấy đi chơi là vô ích,
Nhưng mà vô chùa thì nó ngán, về chùa nhìn mặt chồng cũng nản, gọi là nhìn vật mặt bà vợ cũng chán, mấy chục năm nhìn hoài nó mòn, cái tủ cái bàn còn trầy nó như con người. Thì đâu đâm bao lâu ngày, bên trong nước mình cái chuyện ly dị nó hiếm, nhưng bên nước ngoài thì nó bình thường lắm, chán rồi bỏ nhau thôi. Như vậy thì đường đời gian dở, mà đường đạo là những dở gian, không có ra cái gì hết. Cho nên Phật dạy đời sống nó là một hành trình, chúng ta đi chúng ta phải xác định mình đi về phương hướng nào, đi với thứ hành trang nào, chúng ta đang có một cái thể trạng như thế nào trên con đường đi. Nhưng phải nhớ, đã gọi là đường thì luôn luôn nó là chỗ để đi, không phải là chỗ để ở. Và cái chỗ để mà mình lui về khi cần thiết đó là gì? Tùy người, tùy người, tùy vào cái công đức tu hành, tùy vào cái nhận thức của mình đối với Phật pháp, mà cái chỗ trú ẩn của mình là cái gì. Ở bên quận 1 vừa rồi tôi thuyết pháp ở nhà Phật tử đó, họ có thể nói là tiêu biểu cho cái lớp Phật tử là sống nặng về niềm tin, buôn bán chạy vại kiếm sống, lúc buồn vợ chồng con cái kéo hết lầu đóng cái lại nguyên cái phòng toàn là tượng không, ngồi tụng kinh. Cả đời biết đạo từ hồi bé mà không có biết một chữ giáo lý, cầu trời hôm nay họ không nghe được mấy hàng chữ này, nghe giận chết. Có người thì tìm cái chỗ trú ẩn bằng cách là xem kinh, đọc sách, ghi danh mấy cái lớp giáo lý. Tôi về đây tôi rất là vui, tôi rất là mừng, vì phải nói rằng trước mắt thì đời sống Việt Nam vẫn còn nhiều cái khó khăn, còn nhiều cái hạn chế. Nhưng mà mỗi cuối tuần mà vẫn có chừng đó người đến chùa học đạo thì tôi nghĩ rằng chuyện này chuyện hiếm. Tôi về Phước Sơn, tôi lên Bửu Long, tôi ra Đà Nẵng, tôi ra Bắc, tôi chưa thấy một nơi nào mà cái đạo tràng mà nó sống động, mà nó tích cực như mình ở đây. Phải nói như vậy, chùa Bửu Long giàu có, hoành tráng, nguy nga, nhưng mà nó mang cái tính commercial theo tôi. Nghĩa là đến bây giờ đó không phải là cái chỗ để mà học tập giáo lý. Có một cái chỗ thứ hai mà tôi cũng đặc biệt lưu tâm, đó là chùa Bửu Quang. Không biết có lớp học giáo lý đó hay không, nhưng mà tôi vô tôi thấy cái phòng phát hành rất là vui, nhiều sách quý. Đó cũng là một địa chỉ nên ghé. Nói một cách khác, chúng ta có nhiều chỗ để đi về, nhiều chỗ để mà dừng chân, nhiều chỗ để mà an trú. Anh hãy nói cho tôi biết, anh thường uống nước ở cái tiệm nào? Tôi đoán là được túi tiền của anh, sở thích của anh. Anh nói cho tôi biết, anh đi đến đó anh thường ngủ cái loại khách sạn nào? Anh thường ăn ở quán nào? Tôi đoán ra được cái tâm tánh, khả năng tài chánh của anh, hiểu không? Ở đây cũng vậy. Anh nói cho tôi biết anh thường lui tới những kiển chùa nào, và anh thường có những sinh hoạt Phật pháp như thế nào? Tôi đoán ra được một phần cái gọi là Phật chất trong con người của anh. Nếu mình chỉ đến chùa để mà lạy Phật, để mà cúng dường trai tăng rồi thì đi về thì uổng quá. Thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Các vị tưởng tượng đi, Phật thuyết pháp trong 45 năm mà cuối cùng cái mà động lại trong lòng mình chỉ là pháp môn cúng dường hay sao? Nghe hiểu không? Nghèo quá. Một người mà đã mấy chục A Tăng Kỳ mà hy sinh xương máu tánh mạng để mà cuối cùng thành Phật. Dưới gốc Bồ Đề 45 năm hoằng pháp làm thầy của muôn cõi, dạy biết bao nhiêu cái giáo lý sâu sắc, tinh thâm. Vậy mà hôm nay một đàn con nheo nhóc ở lại chỉ biết cái pháp bố thí thôi. Ông nội của mình là tỷ phú mà bây giờ ông nội chết rồi đó, mình chia nhau mỗi đứa có một cái rổ xoài sống. Các vị nghĩ nó có đáng hay không? Chén muỗng thì thôi, đứa cái mẻ được thì mẻ, công được thì công. Uổng quá, mà ông nội mình để làm gia tài quá lớn. Ruộng đất cò bay thẳng cánh, dinh thự, bất động sản, mặt phố, mặt tiền. Mà con cháu thì mỗi đứa được một rổ chén dĩa sơ sát. Đó là do mình thôi. Tôi nói một câu rất là nặng, chúng ta không phải bại liệt, chúng ta không phải bị tâm thần. Tôi nhớ thời chiến, trên Trường Sơn nó có cái láng trại mà thỉnh thoảng bộ đội đi bê hay ghé, mấy cái quân đoàn hay ghé. Ở cái trạm đó có mấy cô giao liên. Một đời con gái vùi mình ở trong rừng sâu, ai cũng muốn yêu, ai cũng muốn có một tương lai, nhưng mà chỉ biết có rừng thôi. Lâu lâu có mấy anh bộ đội ghé, mấy cổ mừng lắm. Có cái đêm đó
có một cái đơn vị nó ghé qua cái láng đó, mấy cô đốt lửa nướng khoai nướng bắp cho anh, rồi thì họ thương nhau. Mấy lần ghé sau anh tranh thủ anh kiếm cổ mấy cái lược làm bằng nhôm cho cổ, rồi trở thành hai người có một cuộc tình đẹp. Đêm đó mưa gió, anh tranh thủ anh lén đơn vị anh trốn đến cái láng trại đó anh ngủ, đốt một bếp lửa ẩm bên cổ một bên, mà vì cái lực quân đội cho nên ảnh để cái gối cánh chữa ảnh bên cổ bên, nói chuyện tới sáng rồi ảnh đi. Khi anh đi anh mới lục trong ba lô thấy có lá thơ để mấy chữ thôi: anh hứa với em thương nhau mấy sông cũng lội mấy đều cũng qua, mà đêm vừa rồi có cái gối ôm anh qua không nổi. Chùa mình Phật tử không ngại khó khăn tới nghe pháp, thầy trụ trì tạo mọi điều kiện ấy, vậy mà chỉ vì có cái mic này mình đã gián đoạn thời pháp. Cái gì chùa cũng sống được chỉ có cái mic sống không xong. Sáng nay tôi hỏi cái vị Phật tử, hỏi tại sao mà cái mic của chùa dở quá, nó xài toàn đồ tạo không à. Ai có lòng cúng cái bộ đàng hoàng, công đức vô lượng, đời sau sanh ra nói một tiếng, ngàn dặm nghe được. Để trở lại cái nội dung của bài giảng. Chúng ta rất cần một chỗ để quay về. Vì sao vậy? Vì trong cuộc đời gió mưa này, chúng ta vốn dĩ là cô đơn. Cô đơn trong cái dòng luân hồi thâm thẳm. Cô đơn ngay trong cái đời sống này, kể từ lúc lọt lòng mẹ, rồi chúng ta vào đời, chúng ta có gia đình, chúng ta có sự nghiệp, rồi chúng ta có tuổi, chúng ta đi vào quan tài, trước sau chỉ có một mình thôi. Cho dù chúng ta có vợ, có chồng, cho dù chúng ta có tình yêu, có sự nghiệp, chúng ta có con cái, có bạn bè, láng giềng, nhưng mà xét cho cùng, thì trong bóng tối của cuộc đời, mỗi người chỉ ngồi lại với cái bóng của mình thôi. Tin lời tôi đi, kề vai tựa má là trên hình thức để quay phim chụp ảnh để mà người ngoài nhìn vào thôi, nhưng trong căn bản rốt ráo thì mỗi người chúng ta vẫn có mặt trong đời này một mình. Là nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cơn đau của thân mình á, cơn đau thân xác và cơn đau tâm lý, không có chồng nào, không có vợ nào sẽ san sẻ cho mình được. Các bạn có hiểu không? Sáng nay tôi đi ra ngoài đầu ngõ, tôi mua điểm tâm cho con của tôi bị cái bà bán hàng rong bà chửi. Cái bực mình đó tôi đâu có chia sẻ cho vợ tôi được. Mà nếu mà vợ tôi có giận ké thì cái đó là phần của bà, chứ phần tôi thì nó yên nguyên, có hiểu không? Chỉ một cơn giận với bà bán hàng rong thôi là đã, bà xã của tôi không có chia sẻ cho tôi được. Rồi thì tôi đập gai, tôi bị mắc xương, bụi vô mắt, rồi thì tôi bị sặn thận, tôi bị đau bao tử, bla 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 bla. Tất cả những cái đó phần ai nấy chịu. Đó là nỗi cô đơn của chúng ta. Cho nên tôi gọi là cuộc đời mưa gió này, trên cái hành trình vạn lý của đời sống nói riêng và của dòng sinh tử nói chung, trên cái hành trình mưa gió đó chúng ta trước sau chỉ có một mình, và mỗi người cần có một mái nhà để mà quay về. Cái mái nhà đó đã được Đức Phật nói rất rõ trong kinh Chuyển Pháp Luân Trường Bộ. Ngài nói rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ là cái chỗ hiện hữu của sáu căn sáu trần thôi. Có nghe kịp không? Tôi hỏi các vị, tôi hỏi từng điều như là tôi nói chuyện với đám mẫu giáo nha. Tôi cầm cái ly nước này lên, tôi uống rồi tôi để xuống, có phải là sáu căn của tôi đang làm việc không? Hình như tôi có hỏi rồi nha, bữa nay ôn lại. Tôi nhìn quý vị mà tôi giảng, có phải là sáu căn đang làm việc không? Các vị thương nhớ một người, căm giận một người cũng là sáu căn đang làm việc đúng không? Các vị đi xe, đi máy bay, các vị bơi lội, các vị lội suối, lội sình, không có việc làm nào nói cười buồn vui mà không là hoạt động của sáu căn. Cho nên, nói gọn lại, nói chốt lại, nói tấm lại, thì toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là những cái chuỗi giây phút vận hành, hoạt động của sáu căn. Cái vấn đề lớn của chúng ta là gì? Là chúng ta buông trôi thả nổi và bỏ ngỏ cái hoạt động của sáu căn. Lâu ngày thành nết. Thành nết và thành nếp. Đi lâu thành đường. Xưa nay mình không bao giờ có dịp mình để ý xem coi mắt, tai, mũi, lưỡi của mình á, nó đang hoạt động theo cái hướng nào. Tôi nói là một lần nữa, bất cứ ai trước mặt tôi tại đây và bây giờ không thấy rằng bản thân mình cục thịt mấy chục ký lô này là của nợ thì đừng hòng nói đến chuyện tu hành. Các vị đừng có nói với tôi, các vị quy y với Ngài Kim Triệu, Ngài Tỉnh Giác, Ngài Hộ Pháp, Ngài Viên Minh, Ngài Giác Chánh, Ngài Ba Lô, bla bla bla. Các vị đừng có khoe tôi cái đó. Tôi muốn hỏi một câu thôi. Các vị đi tắm, đi ăn, đi rửa mặt,
thay áo quần có phải thấy cái cục nợ này nó là của nợ hay không? Nếu mà thấy cái thân này nó là của nợ thì cái chuyện tu hành mình nó mới kết quả. Tôi biết có lẽ các vị ít bao giờ nghe một vị nào lên nói kiểu kỳ cục như vậy. Gặp mặt ổng là ổng cứ kêu mình quán chiếu thân này là của nợ. Là vì sao? Là vì không thấy nó là của nợ thì mình sẽ thấy nó là một cái gì đó rất là hay ho. Mà khi mình thấy nó là cái gì đó rất là hay ho thì mình rất dễ bị tổn thương. Tôi không nhớ hôm qua hay là ở bên hôm qua ở chùa này hay chùa Từ Quang tôi có nói. Cái phàm tâm của chúng ta nó y chang như một con bò bị lột da để ở ngoài trời trống vậy đó. Tức là nắng, gió, rồi cát, rồi lạnh, nóng, rồi côn trùng, nó tha hồ, nó tấn công. Cái phàm tâm của mình á, với cái hiểu lầm về cái ngã, mà ngã hư ảo đó, chúng ta rất dễ bị tổn thương. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm là quay lại, quan sát, kiềm chế, kiểm soát. Sáu căn của mình coi nó trong cái tình trạng nào. Tôi muốn sau cái buổi giảng cuối cùng này của chúng tôi, các vị về dành một tí thời gian suy nghĩ lại mấy điều sau đây. Thứ nhất, hình như sáng nay ổng nói toàn bộ đời sống chỉ là hoạt động của sáu căn. Hình như sáng nay ổng nói nếu làm chủ được sáu căn thì đời sống mình được an lạc hơn. Trước đây ta an lạc là vì ta trốn được cái đắng mà có được cái ngọt. Còn bây giờ với đời sống chánh niệm, đắng hay ngọt chỉ là cái để nhìn mà thôi. Nhờ vậy, trong hoàn cảnh nào thì mình cũng giữ một thứ tâm thôi. Và những cái điều mà tôi vừa nói không thể trong một sớm một chiều mà quý vị làm được đâu. Vì sao vậy? Vì cái thói quen phiền não thất niệm quá nhiều đời của mình nó dày như núi. Làm sao mà một hai thời pháp như thế này mà nó trục cho được cái thứ trời ơi đó ra khỏi mình được. Nha. Cho nên là phải về thực tập. Thực tập một ngày không được thì một tháng, một năm. Luân hồi nhiều kiếp mà mất ra 3 năm, 5 năm để mà thay đổi mình thì đâu phải là lâu, lời quá, rẻ quá mà. Học đạo cho nhiều, cúng dường cho nhiều, đi chùa cho nhiều mà không học được cái nhận thức, cái kiểu cách nhận thức về thế giới, về bản thân mình, thì cái đường đạo của mình, cái đạo nghiệp của mình nó đi về đâu? Các vị tưởng tượng đi, nếu mà không được nghe nói nhiều về đời sống chánh niệm, không được nghe nói nhiều về pháp môn tứ niệm xứ, các vị tưởng tượng mấy chục năm trời làm cái đời người cư sĩ tục gia, chỉ biết bố thí cúng dường, rồi khi chết đối diện với cái bệnh cái già, quý vị sẽ làm sao? Cho nên cái chỗ mà trú ẩn của mình, cái ngôi nhà để mà mình quay về đó, rốt ráo nhất vẫn là pháp môn tứ niệm xứ. Lần này về Việt Nam tôi nói nhiều về pháp môn này là bởi vì phải nói trong cái nhịp sống xô bồ hỗn độn và phức tạp hôm nay, với cái sự mà can thiệp của cái công nghệ high tech, chúng ta có Facebook nè, chúng ta có email, chúng ta có điện thoại, chúng ta có TV, chúng ta có đủ thứ hết trơn á, muốn đọc cái gì, muốn xem cái gì cũng có. Nếu mà duyên lành mỏng quá, nội lực yếu quá, chúng ta chỉ tiêu tốn thời gian những cái thứ tào lao đó là mất hết một đời. Các vị biết tay nó có một câu hay lắm. Tiền bạc dầu nhiều cách mấy, mất rồi vẫn hy vọng tìm lại được. Nhưng mà thời gian là cái gì đó mất rồi đừng hòng tìm lại. Phút giây nào trong đời của mình cũng là phút giây cuối cùng, nghe hiểu không? Bây giờ là 9:15 ngày 13 tháng 7 năm 2017. Cái giây phút này qua đi thì giây phút khác, nó nhiều lắm, nó chỉ giống thôi chứ nó không phải là giây phút cũ. Và chúng ta không cách nào tìm lại được những năm tháng đã trôi mất. Cho nên Tây họ nói thế này: tiền bạc mất tìm lại được, thời gian mất không tìm lại được. Nên ai cho ta thời gian, tức là họ cho ta một phần đời sống của họ, có nghe kịp không? Và ngược lại, chúng ta tiêu tốn quá nhiều thời gian cho ai đó, có nghĩa là chúng ta đang cắt từng phần cái sinh mạng của mình. Ở đây chắc các vị biết cái điều căn bản này, những người mà bị thương ấy, họ thường khát nước đúng không? Thương nhiều quá. Mà tại sao họ phải khát nước? Vì lúc đó họ mất máu. Mà nó khổ thay, càng uống nước thì
chảy máu càng nhiều, máu càng loạn và họ sẽ chết nha. Thì chúng ta cũng vậy, ngày tháng nó trôi qua, mỗi ngày mỗi giờ trôi qua là từng giọt máu cuối cùng của chúng ta nó đang nhiễu xuống, đang nhỏ xuống. Không có gì bậy cho bằng chúng ta toan tính một lô những cái dự tính tương lai mà quên mất cái đời sống chánh niệm ngay hiện tại. Tay con câu khác cũng hay lắm: nếu ai ngay bây giờ và tại đây không biết mỉm cười thì suốt đời người đó không bao giờ cười được, không còn có dịp để cười. Tôi nói lại lần nữa, nếu ai tại đây và bây giờ không có thể mỉm cười thì suốt đời này người đó không có cơ hội để mỉm cười. Cái câu đó nghe rất là kỳ, nhưng mà hiểu không? Hiểu không? Tức là nếu ngay bây giờ nè, mà gần gũi gặp gỡ quý vị mà tôi không có vui, tôi nói để lát nữa vui, thì một lát nữa tôi cũng vẫn nói là một lát nữa, một lát của một lát, có nghĩa là suốt đời không bao giờ có lúc nào tôi cười được hết nha. Cho nên đó là cái điều quan trọng của Phật Pháp đó. Ai có học A Tỳ Đàm thì tôi dễ nói một chút. Đức Phật ngài dạy rằng á, là toàn bộ thế giới này nó chỉ tồn tại trong một sát na hiện tại thôi. Câu nghe rất là kỳ nhưng mà nó là đúng. Là bởi vì cái gì đã qua thì nó mất rồi, cái chưa tới thì coi như không có. Chưa ghê, cái này mới ghê nè. Cái gì ta không nghĩ tới thì nó không có. Các vị có tin gì đó không? Nguyên một rừng người mà tôi nói tới cái đó mà nhìn tôi đờ cái mặt ra giống như bị cúp điện. Tôi hỏi các vị nè, cái thằng cha hàng xóm mà mình không có thương, không thích thằng cha đó, thì trong lòng người khác thì chả có mặt, nhưng mà trong lòng mình thì dạ. Tôi thương quý vị, chiều nay tôi bay về phi trường Dubai, ngồi ở Dubai cách quý vị 6 giờ bay mà quý vị vẫn trong tim tôi. Trong khi đó tôi không ưa cái bản mặt của quý vị cũng chẳng khoái cái bản mặt của tôi. Thì mình có ngồi cạnh nhau trong suốt cái chuyến bay đó đó, người bên cạnh không có trong lòng của mình. Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính ấy, 40-60 năm về trước, ông về Huế ông chơi, ông có làm một bài thơ rất là dài, trong đó tôi nhớ có hai câu là: hôm nay có một người du khách ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên. Tức là cái Ngự Viên hôm nay, cái vườn ngự hôm nay ở kinh thành Huế mà Nguyễn Bính đang ngồi, đang có mặt, đang nhìn ngắm, nó hoàn toàn không phải là ngự viên của cái thời mà ông hoàng bà chúa ngày xưa, cái thời mà còn cung nữ, còn hoàng hậu, còn hoàng đế ở trong đó, nghe kịp không? Cho nên ổng ngồi trong ngự viên hôm nay mà trong lòng ổng thì cái hôm nay nó không có, mà ổng lại nó lại có cái thứ ngự viên của nhiều năm về trước. Hôm nay có một người du khách ở ngự viên mà nhớ ngự viên. Có một câu thơ rất là tào lao mà tôi thích một cách lạ lùng, đó là bài thơ của Nguyên Sa: Paris có gì lạ không em, mai ta về em có còn ngoan, mùa xuân hoa lá giăng đầy ngõ, em có tìm tôi trong bóng chim. Cái bài thơ đó trong mắt, trong cái nhìn của những cặp trai gái yêu nhau, của những người yêu văn nghệ, yêu sống tào lao bi đao, thì nó là thơ tình, nhưng mà nó rất là đạo. Paris có gì lạ không em, mai ta về em có còn ngoan. Mình cứ thề thốt mình sẽ đi tu, mình sẽ xuất gia tu nữ, mình sẽ làm sa di tỳ kheo, mình sẽ đi Miến Điện tu thiền, nhưng mà mình quên một điều rất là quan trọng là cơ thể mình hôm qua với hôm nay có thể đổi khác. Bởi cho nên luôn luôn chúng ta phải nhìn ngắm để xem Paris có gì lạ không em, mai ta về em có còn ngoan, mai này ta đi tu em có còn khỏe như hôm nay, hay là mai này ta đi Miến Điện em đổ cho một đống bệnh, em tiểu đường, em cao máu, em bị dư cholesterol, em bị bệnh gút, em bị nhức đầu chóng mặt, tăng xong bla 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 bla. Nếu nghe kịp không? Cho nên về đọc thơ Nguyên Sa cũng là một cách tu. Paris có gì lạ không em, mai ta về em có còn á, mùa xuân hoa lá giăng đầy ngõ, em có tìm tôi trong bóng chim. Cuộc đời của chúng ta đúng là bóng chim, nó bay qua một lần thì thôi, bay qua một lần thì thôi quý vị. Và tôi nhắc là một câu mà tôi rất tâm đắc của Murakami, là một văn hào Nhật hiện đại đó. Ông nói, tất cả những gì tôi nghĩ về em, tôi yêu em, tôi nhớ em, đều chỉ là kỷ niệm thôi. Nghe kịp không? Mình thương ai cũng chỉ là thương những cái kỷ niệm, chứ còn cái trước mắt, thứ nhất nó quá ngắn. Thứ hai, chúng ta là phàm phu, chúng ta có khuynh hướng sống trải dài cái tâm tưởng của mình. Chúng ta sống trong nuối tiếc nhiều, vì sao? Vì nghĩ về quá khứ chúng ta có được một cái quãng dài,
Nhưng mà nếu sống trong hiện tại chúng ta chỉ được có một sát na thôi. Vì thích sống, thích được nhiều, thích được lâu, cho nên khuynh hướng tâm lý của chúng sanh là thích đi tìm lại cái gì thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, nghe hiểu không? Còn hiện tại nó chỉ là một chớp mắt thôi thưa quý vị. Như vậy thì trong buổi giảng sáng nay, ở đây tôi nói cái căn nhà trú ẩn của mỗi người là cái gì? Đó là nói về vật chất, tiền bạc, chắc chắn có một lúc mình bỏ nó hay là nó bỏ mình. Vậy thì cách tốt nhất để giữ lại những đồng tiền đó, tìm cái chỗ trú ẩn cho những đồng tiền đó, có bị đoán ra được tôi nói cách nào phải không? Tìm chỗ giấu tiền đó. Tây nó có một câu hay lắm: ăn thì hết mà cho thì còn. Tôi không suối quý vị đem lên cho tôi cho toàn tiền Việt Nam, trưa nay tôi cũng bỏ lại cho chùa thôi, cúng chỗ khác, nghe hiểu không? Cái câu tôi muốn nói rằng chuyện đầu tiên là tìm chỗ trú ẩn cho đồng tiền. Có nhiều cách trú ẩn: gửi nhà băng, gửi người quen, đầu tư buôn bán, hay là bỏ vô cái ruột tượng, gài kim tây nhét vô 3 lần túi. Đó cũng là cái chỗ giấu đồng tiền. Nhưng mà nó còn có một chỗ giấu khác, đó là giấu làm sao mà mình tắt thở mà mình mang theo được, nghe kịp không? Đó là cái tìm cái chỗ trú ẩn cho đồng tiền. Rồi tìm cái chỗ trú ẩn cho sức khỏe là sao? Các vị đừng nói với tôi là tôi già tôi sẽ đi xuất gia, tôi già tôi sẽ đi tu thiền. Đừng nói với tôi là con tôi ra trường tôi sẽ đi tu, cháu nội tôi nó biết đi biết chạy tôi sẽ đi tu. Thực ra mình đâu có biết mình khỏe được bao lâu. Cho nên cách tốt nhất để giữ tiền là sống cho mình, cho người. Và cách tốt nhất để mà bảo lưu cái sức khỏe, sử dụng sức khỏe một cách hữu ích, đó là dùng sức khỏe để làm việc hữu ích. Để mai này mà có chết hoặc có bị trọng bệnh mà nằm xuống, chúng ta nhớ lại có một thời chúng ta đã tận dụng sức khỏe của mình để sống thật là ý nghĩa cho kiếp người. Nghe kịp không? Sức khỏe đừng có nghĩ rằng mình đang trẻ thì mình có. Từ ở bên ngoài lẫn khi về nước, tôi gặp rất là nhiều người tuổi trẻ qua một cái chứng bệnh nào đó, qua một cái tai nạn nào đó, họ không còn như cũ nữa. Các vị chắc biết sư Tuệ Lực mà, anh ruột cái sư Tuệ Quyền trụ trì giờ Quán Nghiêm, bây giờ ổng to đùng, bây giờ cũng bệnh nhiều. Sư Tuệ Quyền to đùng bị một tai nạn, bây giờ cũng suy yếu rất là nhiều. Sư Chân Thiện to đùng bị tai nạn rồi, bây giờ đi đứng rất là khó khăn. Nguyên cái đám tu nữ áo vàng trước mặt tôi nhìn thấy trang nghiêm toàn là trọng bệnh không. Gặp mặt chỉ biết là tôi gặp họ, tôi chỉ biết cho tiền thôi. Tội nghiệp lắm, bệnh mà không có tiền. Từ khi mình chuẩn bị trước có tiền để mà mốt bệnh. Cho nên có những hạng người bình thường không dám xài tiền, chỉ để dành tiền mới mốt chữa bệnh. Có người có sức khỏe cho nhiều mà không biết dùng nó vào việc hữu ích, để rồi mai này nằm yên một chỗ tiếc. Tiếc là ngày xưa tại sao có những nơi chốn đáng để du lịch mà tôi không đi, tại sao ngày xưa có những khóa thiền mà tôi không có đi, tại sao ngày xưa có những cái công việc mà cần làm mà tại sao tôi không làm, để rồi bây giờ tôi nằm liệt một chỗ. Cho nên cái chỗ trú ẩn của chúng ta có nhiều cách. Cái chỗ trú ẩn cho sức khỏe, đó là tận dụng nó cho những công việc hữu ích. Chỗ trú ẩn cho đồng tiền, nghĩa là dùng nó cho những việc hữu ích. Chưa hết đâu quý vị, còn nữa. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, có hai thái độ tâm lý, có hai thái độ tâm lý cũng như là hai cái mục đích tu tập của chúng ta khi vào chùa. Một là tu tập làm phước để được cái gì đó, và cái thứ hai là tu tập làm phước để bỏ đi cái gì đó, nhớ không? Nó có hai cách bố thí. Thứ nhất tôi bố thí để kiếp sau tôi được giàu có, tôi được cái gì đó. Cách thứ hai, tôi bố thí để lòng tôi nó thanh thản hơn. Tôi giữ giới để tôi cầu phước. Và cái thứ hai đó, tôi giữ giới để tôi bỏ đi những thói xấu. Nghe kịp không? Hai cái đó khác nhau nhiều lắm. Tôi hành thiền để tôi cầu phước, hoặc là tôi hành thiền để mà tôi mài mòn cái phiền não. Hai cái khác nhau. Cho nên có từ đó nó mới dẫn đến cái cứu cánh tu hành cũng không giống nhau. Có một người nghe chậm chỗ này, những ai là hành giả nghe chậm chỗ này.
Tôi tu thiền Vipassana để tôi thành thánh. Tôi tu thiền Vipassana để tôi không còn là phàm. Hai cái này khác hay giống? Cái cách nào an toàn hơn? Tôi nhắc lại, tôi tu thiền để tôi thành thánh là cách thứ hai. Tôi tu thiền để tôi không còn là phàm. Thì hai cái này cách nào an toàn hơn, tốt hơn? Yes. Tại sao? Là bởi vì khi mà tôi tu hành mà với cái lòng mong thành thánh á, nó nguy hiểm ở chỗ này. Tôi đâu biết thánh mặt mũi ra làm sao. Bữa nào ngồi nghe nó mát mát, nghe nó nổi da gà, nó lạnh xương sống là tôi tưởng lầm là A-la-hán. Nguy hiểm chưa? Còn tôi tu hành tôi chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, một chuyện thôi. Là tu làm sao để không còn là phàm nữa, nó sẽ an toàn hơn. Cái chuyện mà tôi bị lầm mà nó ít hơn, cái nguy cơ, cái phần trăm của nguy cơ nó ít hơn. Tức là tôi cứ thấy là, thấy tham, biết là tham, sân, biết là sân, ganh tị, bỏn, sẻ, nhỏ, mọn, ích kỷ, toan tính, tôi biết. Thấy nó, nhìn mặt nó, tôi nói một lần nữa, tôi nói chậm chỗ này, bà con cái chỗ này rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Chuyện thứ nhất, khi hành giả phát hiện được tâm mình đang bất thiện thì bất thiện sẽ biến mất. Vì sao? Vì không thể nào trong một lúc mà có hai thứ tâm cùng có mặt. Tâm bất thiện nó là ác, mà cái tâm phát hiện nó là tâm thiện. Hễ tâm thiện phát hiện xuất hiện thì có nghĩa là tâm ác phải nhường chỗ. Tuy nhiên, có lúc hành giả thấy hình như mình phát hiện mình đang giận mà mình vẫn tiếp tục giận, đúng không? Lý do đơn giản thôi, năm quyền còn yếu. Biết năm quyền không? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Yếu là sao? Yếu là bởi vì tu đầu quần á, trở lên á, người ta thấy rõ cái điều người ta tin và người ta tin chắc cái điều người ta thấy. Cái tính quyền người ta nó manh như vậy. Người ta thấy rõ cái điều người ta tin và người ta tin chắc vào cái điều người ta thấy. Còn mình phàm phu lại khác. Mình không thấy rõ cái điều mình tin cho nên mình cũng không dám tin chắc cái điều mình thấy. Nghe hiểu không? Cho nên nếu ba la mật kém thì năm quyền tính tấn niệm định tuệ nó cũng yếu theo. Cho nên khi mình phát hiện phiền não thì mình thấy nó vẫn nằm lù lù ở đó. Rồi mình nghĩ, ủa sao ông nói kỹ ta? Ông nói là phát hiện nó thì nó sẽ biến mất. Đúng, cái điều đó đúng. Tuy nhiên cũng phải có cái mặt đơn là năm quyền yếu quá thì cái chuyện đó khó nha. Cho nên ở đây tôi nhắc lại, khi ta phát hiện ra phiền não thì phiền não nó sẽ biến mất, mở mặt đơn, nếu được thực tập lâu ngày nha. Tuy nhiên cái nguyên tắc ở đây tôi muốn nói là khi ta phát hiện ra phiền não biến mất là lý do rất đơn giản, là bởi vì cái tâm phát hiện là tâm thiện, mà cái tâm bị phát hiện đó là tâm ác. Tuy nhiên, khi ta phát hiện ra tâm thiện đang có mặt thì tâm thiện đó nó có bị biến mất hay không? Dĩ nhiên mỗi sát na là nó mất, nhưng mà ý tôi nói là nó có tái diễn hay là nó đi luôn? Nó tái diễn chứ. Thí dụ như tôi đang hoan hỷ, tôi đang nghe pháp tôi vui quá, thì lúc cái chánh niệm của tôi nó báo là ta đang có tâm thiện thọ hỷ. Thì tâm thiện thọ hỷ đó nó yes. Vì sao? Vì tụi nó cùng bọn. Nghe hiểu không? Dạ. Yeah. Còn khi mình phát hiện ra tâm sân đang có mặt thì cái tâm sân và cái tâm phát hiện đó nó không cùng một nhóm. Tụi nó phải thế chỗ cho nhau, bởi vì tụi nó không thể đứng chung với nhau được nha. Yeah. Thủy ngân không có thể pha trộn với cát. Dầu cái ống thủy đó nó bị vỡ trên cát thì thủy ngân vẫn là thủy ngân mà cát vẫn là cát, vì tụi nó không có cùng một nhóm. Nghe hiểu không? Ừ. Cho nên nhớ, khi tâm ác bị phát hiện thì nó sẽ bị cái tâm thiện thế chỗ, vì tụi nó không cùng loại. Khi tâm thiện được phát hiện thì nó vẫn còn đó. Vì sao? Vì nó cùng loại. Nghe kịp không? Nhớ cái đó. Cho nên á, cái chỗ trú ẩn của tài sản, cái chỗ trú ẩn của sức khỏe, cái chỗ trú ẩn của cái đạo lực tu hành thì chúng ta bảo lưu, chúng ta gìn giữ lại cái công đức tu hành bằng cách là chúng ta hiểu đúng nó. Còn nếu không hiểu đúng nó thì cái công phu tu tập nó bị tiêu tán. Tiêu tán là sao? Giữ giới được ba mớ: kiêu ngạo, tự mãn,
khen mình, chê người, giới bị mất. Thiền định cũng vậy, tuệ quán cũng vậy. Và tôi nói rất là nhiều lần, một người học trò tiểu học, dầu kiêu ngạo đến mấy, miễn là học giỏi vẫn lên lớp. Học trò trung học, chỉ cần học giỏi, kiêu ngạo cách mấy vẫn lên lớp. Một thằng sinh viên kiêu ngạo cách mấy, miễn là giỏi thì vẫn lấy được bằng BA, MA và PhD như thường. Tuy nhiên, ở trong Phật Pháp thì không. Trong Phật Pháp, mình kiêu ngạo với cái thành tựu nào thì mình sẽ bị mất cái mình vừa có. Đừng hòng là có được cái mới, được cái kịp không. Thí dụ như muốn vượt khỏi, muốn đắc được sơ thiền thì chuyện đầu tiên là anh phải lìa bỏ được cái niềm đam mê ở trong cái cận định, nghe kịp không? Tức là cận định có nghĩa mình ngồi nghe nó mát lạnh rồi nó người nó nhẹ bỗng mà mình mê trong đó, mà mình sao lãng cái đề mục đất nước lửa gió hư không ánh sáng đó thì mình không đắc được sơ thiền, nghe hiểu không? Khi cái tâm mình nó định ấy thì mình có được nhiều cái an lạc về thân về tâm lạ lùng lắm, rất là lạ lùng. Tôi đang nói về thiền chỉ đó, nhỉ? Khi mà mình giữ được cái tâm định tập trung đó, thì mình sẽ phát hiện ra rất là nhiều chuyện kỳ diệu, kỳ diệu. Thân mình lúc đó nó khác đi, tâm mình lúc đó nó khác đi. Có cái chuyện này tôi nói chắc các vị tin nè. Mỗi khi mà cái cảm xúc bất thiện của mình nó dâng trào đó, cái cơ thể nó khó chịu, bức bối lắm, có phải không? Giận nè, sợ nè, ghen nè, tức tối, căm hận nè. Cái nhịp đập của tim nó nhanh hơn, có phải vậy không? Cái máu mình nó dễ lên hơn, tim mình nó lúc nó làm việc mệt mỏi hơn. Nhưng mà ngược lại, khi mà các vị sống an trú trong thiện pháp thì mọi thứ nó đều lắng xuống. Người ta đã thử làm một cái test bằng điện não đồ và điện tâm đồ ở một cái vị lạc ma Tây Tạng. Họ nhận thấy một điều rất là thú vị, lúc đó mọi thứ nhịp tim rồi huyết áp nó lắng xuống một cách rất là khó tin nha. Cho nên hành giả khi mà tu thiền ít lâu thì tự nhiên sẽ cảm nhận ra nhiều cái điều phi thường, kỳ lạ mà trước giờ mình không có thấy. Nhưng có một điều nó lạ là kệ nó, mình mà đam mê trong đó mình không có đắc sơ thiền. Kẻ đam mê trong cận định không có lên sơ thiền được, kẻ đam mê trong sơ thiền không có lên nhị thiền được. Cứ như vậy mà hiểu. Đời tu của mình là một cái quá trình lìa bỏ cái cũ để hướng tới cái mới. Anh không thể nào lên lầu cao nếu mà anh không bỏ được tầng trệt. Anh còn nắm níu cái thấp thì anh không thể nào có được cái cao. Cho nên cái trú ẩn, cái điểm trú ẩn, cái ngôi nhà hay là cái chốn về của người Phật tử không phải khư khư suốt đời chỉ có một, nghe kịp không? Hồi chúng ta ở miền Tây, chúng ta ở nhà lá, mai này về phố chúng ta ở cái nhà kiểu khác chứ. Ngày xưa chúng ta không có máy lạnh, chúng ta ở nhà bằng vách ván. Nhưng mà bây giờ chúng ta xài máy lạnh thì phải vách tường chứ nha. Ngày xưa chúng ta không dùng máy lạnh, cái cửa sổ nào cũng được hết. Nhưng hôm nay chúng ta xài máy lạnh là chúng ta phải xài ít nhất là cái Euro window. Biết cái loại cửa đó không? Cửa hai kính. Vì sao vậy? Vì nhu cầu khác đi. Nhu cầu khác đi thì cái sự trang bị nó cũng khác đi. Và trong một cái bài giảng, không nhớ ở đây hay ở đâu, tôi nói hoài một điều mà tôi rất là tâm đắc, đó là đạo Phật mình á có hai cái biểu tượng rất là đẹp, nhưng mà lâu ngày Phật tử bị quên, đó là cái chuông và cái trống. Thay vì mình kêu là cái chuông thì mình kêu nó là cái buông. Nghe tiếng chuông buông hết mọi thứ. Còn cái trống ở đây nó không phải là cái để đánh bùm bùm, mà trống đây có nghĩa là rỗng. Tu là để buông và để giữ lòng cho nó rỗng. Nghe hiểu không? Hai cái đó, hai biểu tượng rất là đẹp của Phật giáo, đẹp lắm. Chuông là buông. Một bên là cái buông, một bên là cái rỗng. Tu chỉ mong được hai cái đó thôi. Buông để chi? Buông để lòng được rỗng. Rỗng là gì? Không có bất mãn cái gì mà cũng không có đam mê cái gì. Vì sao vậy? Tôi đã nói nhiều lần, ai còn thích được khen thì người đó sẽ bị khổ nhiều khi bị chê. Ai còn ham được sướng thì người đó sẽ chịu không nổi khi bị khổ. Ai còn quá nhiều cái để ham thích thì người đó sẽ còn có nhiều cái để bất mãn và ghét sợ. Và khổ thay cho người nào sống ở trên đời này mà cứ phải đối phó với cái thương thích ghét sợ, theo đuổi và trốn chạy, mệt mỏi lắm quý vị. Mà pháp môn tứ niệm xứ là gì? Không theo đuổi, không trốn chạy, không đam mê, không bất mãn, không chối bỏ.
Tôi nhắc lại một lần nữa, đầu hôm sớm mai, một ngày một buổi không thể nào mà thực hiện mấy cái điều này được đâu, mà cần đến một cái thời gian dài ngắn tùy ở mỗi người. Và tôi chốt lại cái điều mà tôi cho là quan trọng nhất, đó là cho đến bao giờ chúng ta chưa có cái thời gian để ngồi lại quán chiếu, thấy rằng thân tâm này là một dòng chảy mệt nhoài và vô vị, cái cục thịt mấy chục ký này là một cái của nợ, và cái hành tinh này nó là cái chỗ chứa của nợ. Cho đến khi đó thì quý vị không thể nào là những người Phật tử, càng không phải là những người hành giả. Đề tài này rất là khô, khô đến mức mà tôi nhìn quý vị tôi cũng không có tin là quý vị nuốt nổi, toàn là một đám răng giả mà bị đau bao tử làm sao mà ăn đây. Thôi thì hy vọng có ghi âm rồi những người khác ở xa hoặc như anh Lai có người hiểu được. Chứ tôi nhìn toàn là răng giả không, làm sao ăn mía, bị đau bao tử không đâu ăn dầu mỡ được, rồi bị tiểu đường rồi sao ăn ngọt được, bị cholesterol rồi sao ăn đồ béo được. Một cái cơ thể quá nhiều vấn đề, một cái não trạng một đống vấn đề như vậy thì làm sao mà gặm nổi cái này. Nhưng mà thôi thì bữa nay nghe không hiểu, ngày khác sẽ nghe sẽ hiểu. Đó là một chút tình tự tôi gửi lại cho quê hương. Tôi nói đêm qua ở chùa Từ Quang, tôi có, nếu trước mặt tôi là mẹ tôi, là chị tôi, là cái người tôi thương nhất, thì cái câu nói cuối cùng trước ngày tôi đi xa vẫn mong người ở lại sống chánh niệm. Tin tôi đi, cái người bạn sau cùng, chỗ trú ẩn sau cùng của mỗi người chúng ta chỉ là chánh niệm thôi. Vì sao? Vì toàn bộ thế giới này chỉ là cái chỗ cộng hưởng, cộng sinh, chỗ hoạt động, chỗ vận hành, chỗ hiện hữu của sáu căn và sáu trần. Đời sống này hạnh phúc hay đau khổ là nó tùy thuộc vào cái chuyện ta gặp được cái ta thích hay là ta chịu đựng cái ta ghét. Khổ thay, thích và ghét nó là hai cái chuyện rất là phù phiếm. Tại sao ta thích cái gì đó, tại sao ta ghét cái gì đó, còn nhớ lý do không? Vì tiền nghiệp, vì khuynh hướng tâm lý và vì môi trường sống nên mới có thích và ghét. Từ thích ghét nó mới dẫn đến hạnh phúc và đau khổ. Từ cái chỗ có khái niệm về hạnh phúc và đau khổ nó mới dẫn đến cái chuyện trốn chạy và theo đuổi. Từ một đứa bé nằm nôi bú bình cho đến một ông cụ 90 tuổi nằm thoi thóp trên giường bệnh, thì cả một cái hành trình mấy chục năm đó chỉ là theo đuổi và trốn chạy. Trốn chạy cái gì? Trốn chạy cái khổ. Theo đuổi cái gì? Theo đuổi hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Là cái mình thích, mà đau khổ là cái mình ghét. Mà ở đâu có hai cái đó? Tôi ôn lại như là con nít vậy đó. Ở đâu có hai cái đó? Là bởi vì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Tiền nghiệp là sao? Ôn lại nữa. Tiền nghiệp tôi sanh làm đàn bà Việt Nam, đàn bà Nam Bộ. Tôi thích một số thứ rất là phụ nữ, rất là Nam Bộ, rất là Việt Nam. Cái bà nội kia bà là người Do Thái, thì bà có những cái thích, có những cái ghét rất là Do Thái. Nghe kịp không? Đâu có gì hay. Có những cái thứ, có những cái loại động vật nó nghe cái mùi thịt sống là nó nghe mùi máu là nó mê rồi. Nhưng mà có những loại động vật nó nghe máu nó không có phê, mà nó nghe mùi thịt chết lâu ngày nó mới phê. Các bạn có biết cái đó không? Yeah. Rồi có những cái loài mà nó chỉ sống bằng hương, bằng hoa thôi, có không? Ông bướm. Nhưng có những loài nó đẻ ra đời nó chỉ ăn toàn là sâu bọ không, có không? Yeah. Cho nên do tiền nghiệp mà hôm nay ta mang cái hình hài nào trong cái cõi trầm luân này. Và cũng do cái tiền nghiệp, do cái sự có mặt trong cái cõi trầm luân đó mà ta thích cái gì, ta ghét cái gì. Rồi cộng với môi trường sống, rồi cộng với khuynh hướng tâm lý. Cũng là người Việt Nam, nhưng có người thích ăn ngon, có người thích mặc đẹp, có người thích nữ trang, có người thích du lịch, và có người sẵn sàng bán nhà để qua bên Nhật cắt xẻo lung tung, càng làm càng xấu, chọn đẹp nhân tạo hơn là xấu tự nhiên. Mà có nhiều người càng làm càng xấu. Ở bên Mỹ có nhiều người làm riết tối ngủ, ông chồng cũng không biết bà thức hay ngủ nữa, giá kéo tới luôn luôn, mắt nó cứ mở trừng ngái như bò mà mắt vẫn mở. Cả một đời theo đuổi một cái giấc mơ viễn mộng, cả một đời. Có bao giờ họ chịu hiểu một điều đó là nó đã xấu rồi thì làm gì nó cũng xấu. Thứ hai nữa, nói ra mất lòng nhiều người lắm, bữa cuối cho nên không sẽ mất lòng nữa. Bữa nào ra đường á, mang kiến đen á, ăn mặc cho nó dữ dội vô, đồ hiệu, phấn son đánh cho nó dày lên.
mang chiếc đèn cho nó đen vô, nhìn quanh có ai ngó mình không, không có ai nhìn hết trơn á, hiếm lắm, hiếm lắm. Mà vì cái ảo giác là người ta sẽ nhìn mình, chỉ vì mong người khác nhìn mình, người ta đánh giá mình cao, người ta phục mình, người ta ghen tị với mình, người ta hâm mộ mình, thế là mình bỏ một đời đi cài những con trâu để kiếm đồ hiệu. Tôi nhìn mấy cái người mà đeo cái túi xách mà 1-2 ngàn á, tôi nói chắc bị ấm tráng, là bởi vì tôi thấy mấy cái túi đó tôi thấy tôi không có nể. Mình nể là nể cái nhân cách, nể cái cư xử, nể cái suy nghĩ, nể cái não trạng của họ kìa. Chứ cái túi xách mà Chanel, Prada đó, ai mà nể, thằng khùng nó mới nể. Dạ, nhưng mà có một điều, cái chỗ trú ẩn, cái chỗ đi về của chúng ta nó không có. Chúng ta mãi hoài cô đơn, lạc loài. Chúng ta là một đứa bé mồ côi mà bị tâm thần. Dạ, đã mồ côi bị tâm thần. Mồ côi là không có người kèm cặp, không có nhà cửa để về. Mà tâm thần có nghĩa là chúng ta thích, chúng ta ghét những cái rất là tào lao, rất là vô lý. Cho nên sau buổi giảng này, nếu thấy mình là khùng thì mình cũng phải có chỗ về, đó là cái viện tâm thần, đó là thiền viện ấy. Mấy vị thiền sư Miến Điện ấy, nói với Phật tử thị sĩ hôm qua tu thiền ấy, mấy cụ nói cụ quỳ cụ lại cụ sung sang, nói con quan nghĩ quá, con thấy Miến Điện nghèo như vậy mà có thiền viện như vậy, có hàng trăm hành giả, là có tay có bà mấy bà đầm ông tay tới tu, rồi tụi con là Việt Nam qua con thấy ngài nuôi ăn nuôi ở, con quan nghĩ quá, con chuyến này về con kéo gia đình con qua con tu. Ôi bà nói một giây cái ngày ngồi ngày liêm diêm ngày quả cái ngày nói ai nói du cái này là thiền viện, cái này là chỗ tâm thần. Như du vậy mới tới đây chứ cái này của du mà ngon làm cho đâu có tới đây. Tôi nói mà cầm Việt Nam là nó giận nó bỏ đi về rồi, nhưng mà không, người nói đúng, người nói tại du có vấn đề du mới tới đây nha. Các vị mà ngon lành đó, giờ này là ngồi ở nhà xếp bằng nhắm mắt theo dõi hơi thở rồi. Mà chính vì không biết mình một đời đi tìm cái gì, cho nên cứ lết vô chùa riết. Lết vô chùa riết, quăng ra mới bà cắt ngồi nghe pháp, mà ổng ban cho cái gì thì bèn đổi cái đó về đầu thờ, đến đầu để về nhà thờ. Mà xui mà gặp những cái câu nói chung chung đó là về mất một đời. Có hiểu chung chung không? Đó là nói vô thưởng vô phạt. Phải biết rõ mình là cái gì, mình cần đi về đâu, và hiện giờ mình đang đi trên con đường thế nào, với tốc độ nào, với cái kiểu hành trang gì. Các vị nghĩ giùm tôi, không có gì thê thảm cho bằng. Trên vai các vị là một cái ba lô trên quốc lộ 1, trước mặt là thăm thẳm ngàn dặm, mà không biết mình muốn về đâu, mà mình cũng quên mất trong ba lô mình có cái gì. Hiểu không? Sáng nay nghe mệt mệt, không biết bị cái gì mà sao nó đau tùm lum từ mấy hiên ra tới sau hè. Thì các vị tưởng tượng hành trình nó có tan thương lắm không? Có cái sự kinh hoàng nào cho bằng một người ra phi trường để bay đi mà không chắc trong túi có passport, không chắc trong túi có tiền, không chắc được là mình sẽ bay về đâu và có ai đón mình ở đó hay không, và chỗ ở của mình như thế nào, các vị hình dung ra được chuyến đi đó không? Nó kinh hoàng lắm quý vị, kinh hoàng lắm. Có một điều, mình vô minh chỗ này, ra đường sở lạc mà luân hồi lại không. Quý vị đeo cái ba lô mà đi phăm phăm ra ngoài Hà Nội đó, hướng về phía Bắc, mà không có biết mình sẽ ghé đâu, thấy nó khùng thiệt, nhưng mà không có kinh hoàng bằng sống mà không có chánh pháp. Bởi cho nên tôi nói hoài một câu, nói vô minh thì giận. Chứ mỗi lần mình bắt đầu một chuyến bay, bắt đầu một chuyến đi, mình chuẩn bị hành lý rất là kỹ. Ấy vậy mà trước cái chết, một hành trình xa như vậy thì thường ít được lưu tâm. Tối nay về viết đó, lên trên cái kiến mà kiến của toilet, ghi câu đó. Đi đâu cũng chuẩn bị hành lý, trừ luân hồi. Có hiểu không? Tôi nhìn mấy cái cô này tôi cũng ớn, bởi vì cô nào cũng cancer hết, ung thư. Rồi bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn biết Phật biết pháp, chứ mai này rồi nó đau rồi nó hôn mê đó, rồi dãy dụa. Chứ có một chuyện thế này, Phật pháp giống như thức ăn vậy đó. Các vị sáng nay các vị mua một thùng sữa đậu nành, cơ thể các vị nó có được chút, nó có nhận được chút
sinh tố nào tự thùng rộng thành đó không? Tôi nói chính xác nghe cho kỹ nha. Sáng nay quý vị vừa mua được một thùng đậu nành, thì cái kể từ lúc đó cho đến bây giờ cơ thể của các vị nó đã nhận được gì từ cái thùng đậu nành đó? Tại sao? Quá hay, thông minh. Tôi nói rất chính xác, các vị đã mua được một thùng đậu nành, chứ tôi đâu nói các vị uống đâu. Cho nên mua có nhiều cách, mua mà gửi ra đó chiều ông xã em tới lấy. Nghe hiểu không? Em trả tiền nhưng mà vì cái xe nó chở không được, chiều ông xã em tới lấy. Cho nên quý vị đã có thùng đậu nành rồi, nhưng mà chưa hết. Ông xã chở về đủ chưa? Quý vị muốn làm gì nữa? Xé cái thùng ra, lôi nó ra mà đủ chưa? Vặn cái nắp để đó, nóc vô mới kể nha, nóc vô mới kể. Chứ còn trả tiền rồi gửi ngoài tiệm, rồi ông xã chở về, rồi mình tháo cái thùng ra, mình chưa mở nắp chưa. Phật pháp y chang như vậy. Có rất là nhiều Phật tử đi học giáo lý, rồi ghi chép tùm lum tà la hết, toàn đi mua số đậu nành mà nhờ ông xã chở về không. Không ác lạc. Các vị nhớ một chuyện, thế đọc như con nít vậy đó. Thế giới này chỉ là cái chỗ hiện hữu, chỗ cộng hưởng của sáu căn và sáu tầng. Ngoài nó ra không còn gì nữa hết, cho dù đó là vị chánh đẳng chánh giác hay là một con ruồi cũng giống nhau một điểm, đó là cái chỗ vận hành của sáu căn. Có một điều là cái sáu căn ở vị chánh đẳng giác vận hành như thế nào để được gọi là tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư, thầy của ba cõi. Còn cái sáu căn của mình nó vận hành như thế nào mà để giờ này chúng ta còn tiếp tục ngồi một lũ ở đây đực cái mặt ra, là bởi vì cái kiểu sống của mình, vấn đề là mình sống như thế nào thôi nha. Cho nên tôi mong sau cái buổi giảng này bà con cứ nhớ một điều, đời sống này, thế giới này chỗ chỉ là chỗ cộng hưởng ở sáu căn. Mình là một người lữ khách bôn ba trên đường mưa gió tư bề, thường xuyên đói lạnh, thì cái chỗ trú ẩn của mình chính là chánh niệm, để mình biết rõ mình là ai, mình muốn đi về đâu. Không có gì bậy cho bằng đi chùa cầu phước một cách mơ hồ, khi mà mấy chục năm trời thờ Phật, lạy Phật, tụng kinh niệm Phật mà không biết cái bản chất của mình là cái gì. Mình chỉ là thiện ác buồn vui. Thiện đời này là nhân vui cho đời sau, ác đời này là nhân buồn cho đời sau. Vui đời này là quả của thiện đời trước, khổ đời này là quả của ác đời trước. Cứ nhớ cái đó, đừng có mày đặt mà học cho nhiều rồi nó đâm ra nó loạn. Đã khùng nhiều kiếp rồi, kiếp này bớt khùng. Nói thiệt, nhớ bao nhiêu đó thôi. Tôi chỉ là một khối tổng hợp của thiện ác buồn vui. Đó là đời sống tâm lý. Còn về đời sống sinh lý, tấm thân này chỉ là chỗ gặp gỡ của đất, nước, lửa, gió. Tụi nó ok, thuận hòa, tôi khỏe. Tụi nó gây gỗ, lấn cấn lục đục, tôi bệnh. Lục đục còn dàn xếp được, tôi sống. Mà không dàn xếp được, tôi đi. Chỉ vậy thôi. Chỉ chừng đó thôi nha. Đó rất là quan trọng. Với cái nhận thức như vậy, quý vị đã có một căn nhà để lui về khi mà chồng mình, vợ mình, cha mình, mẹ mình, con mình, bạn bè, thân quyến, chòm xóm, láng giềng xa gần, bla 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 bla, không có thể chia sẻ được, thì đó là chỗ trú ẩn sau cùng. Và dĩ nhiên trước mặt tôi có rất nhiều người còn yêu đời, cái mặt mà bênh vênh là tôi nhìn tôi biết rồi. Ý là có nhan sắc, có sức khỏe, có tuổi trẻ, có quan hệ xã hội, có quyền lực, có quen biết, bla bla bla. Chưa, quý vị chưa có phê đâu, quý vị chưa có dịp để thấy rằng mình chỉ là cái xác chưa có chôn thôi. Ở đời có bốn hạng người: chết rồi mà chưa chôn, hạng thứ hai là chôn rồi mà chưa có chết, hạng thứ ba là chết lúc nào chôn lúc đó, còn hạng thứ tư là còn sống nên chưa bị chôn. Có hiểu không? Chết rồi mà chưa chôn có nghĩa là ngay cái lúc còn thở là đã vô ích, không có ý nghĩa gì với người chung quanh hết. Cái thứ đó là chết rồi mà chưa có chôn. Có nghe kịp không? Rất là nhiều người trong xã hội chỉ biết lo thân mình không, chỉ cần vì đồng tiền, chỉ cần có được cái mình thích, chuyện bậy nào cỡ nào cũng làm hết. Cái thứ đó là coi như chết rồi mà chưa có chôn. Còn thứ hai, chôn rồi mà chưa có chết là sao? Sống đàng hoàng, sống hữu ích. Dầu đã vô hữu nằm rồi, nhưng cái đóng góp, cái hy hiến của những cái thành tựu mà họ để lại đó, nó vẫn tiếp tục phục vụ cho người khác. Đó là người chôn rồi mà chưa có chết. Có những người
sống chỉ là góp phần chen lấn chứ không có đóng góp gì cho đời sống. Cho nên cái chết của họ nó chỉ là cái sự vắng mặt, không phải là sự mất mát cho đời. Có những người sự sống của họ là sự đóng góp, cho nên khi họ chết họ để lại một khoảng trống mất mát cho đời. Có những người sống lâu thành đồ cổ, có người sống lâu thành đồ cũ. Có còn nhớ câu đó không? Có còn nhớ câu đó không? Sống lâu chỉ thành đồ cũ thôi. Mà có người sống lâu thành đồ cổ. Đồ cổ và đồ cũ có khác nhau không? Khác chứ. Đồ cũ năn nỉ người ta chưa chắc người ta lấy, nhưng mà đồ cổ không cho nó cũng khoét dách, nó cũng leo vô nó khiêng đi nha. Cho nên có thấy những cái vị hòa qua bên Miến Điện ấy, có gặp nhiều vị hòa thượng ấy, ngồi xa lăng ăn uống rất là khó khăn, mà mình vì quỳ mình lại 30 lần chưa thấy đã, bởi vì kinh điển đầy, kinh nghiệm tuệ quán đầy hết, chỉ cần quỳ xuống hỏi ngài con bị trong tình trạng như vậy con phải làm sao, thì ngài giúp mình liền. Cái thứ người như vậy là thành đồ cổ. Còn có nhiều người là sống lâu rồi đó là chỉ có lẽ bồng ẩm cho vui thôi, tiêu tiểu tại chỗ cho vui vậy thôi, không có giúp được gì hết nha. Nói như vậy tôi không có phải bắt quý vị phải trở thành danh tăng, phải trở thành những người lừng lẫy nổi tiếng, mà tôi muốn nói rằng nếu quý vị là một hành giả tinh tấn thì quý vị có nằm liệt tôi đến thăm tôi vẫn thích hơn. Tôi nói thiệt, hiểu không? Ví dụ như giờ tôi đến tôi thăm cái cô áo đỏ này nè, mà tôi biết cô đã có 30 năm chánh niệm xuyên suốt, nói năng đi đứng sinh hoạt ngon lành. Tôi nhìn cái mặt của bà là tôi đã thấy một cái tấm gương sáng rồi. Nhìn bà tôi thấy cái hạnh buông bỏ, nhìn bà tôi thấy cái hạnh xả ly, nhìn bà tôi thấy cái chữ chánh niệm to đùng trên trán, nhìn bà là tôi thấy một cái chữ Phật to đùng ở trên đầu của bà. Mặc dù bà không phải là người nổi tiếng. Trong khi đó, ngay cả một vị hòa thượng tu lâu mà một đời không có một đóng góp, không có gì nổi bật về pháp học pháp hành hết, thì đến thăm cũng ngán, cũng nản, cũng ngán. Cái đó nó thiệt. Anh phải làm sao mà khi anh nằm yên rồi đó, mà người ta nhìn anh á, người ta vẫn còn có chỗ để mà người ta tưởng tiếc. Nghe hiểu không? Chẳng hạn như tôi ví dụ như bên Thái các bạn, chanh ép. Thì bà mất lâu rồi, nhưng mà tôi giả định là nếu mà bà nằm tại chỗ thì bà vẫn là một địa chỉ đỏ, một địa chỉ vàng mà tôi rất là muốn đến thăm. Vì sao? Vì tuy bà nằm đó, bà không đi đứng được nữa, nhưng mà những cái chia sẻ của bà, những kinh nghiệm của bà về tuệ quán đó thì tuyệt đối đắc dụng và rất cần thiết cho tôi. Trong rất là nhiều sách tiếng Thái mà tôi dịch đó, là phần lớn dịch sách của bà tôi quý bà lắm. Tại Thái Lan á, tôi quý bà nhất, rồi nhì mới tới Ngài Chanh Cha. Thì Thái Lan chỉ có hai người đó thôi. Một người là thiền sư mới học xong tiểu học, một người là phụ nữ mà gì không phải xuất gia. Bà có tóc, nhớ không? Mà về già bà mới cạo, hồi trẻ bà có tóc. Bà sống đời cư sĩ như vậy đó. Nhưng mà xứ Thái Lan có 300 mấy chục ngàn vị sư và 60% là Phật tử. Vậy mà tăng tôi chỉ chọn có Ngài A Chanh Cha và cư sĩ tôi chỉ chọn có bà A Chanh Hết. Thì cái người phụ nữ đó bây giờ có nằm liệt, chỉ cần miệng còn nói được thì tôi vẫn đến để mà tôi... Và tôi, dĩ nhiên bà mất thì tôi nói quý vị không có tin. Chứ dĩ nhiên thì người Thái họ không có cho ông sư mà làm gì với người nữ đâu, nhưng mà bả đó tôi sẵn sàng, vì bả mà tôi ở đó, nếu mà bả cần thì sẵn sàng ở với bả 1-6 tháng gì đó, tôi ở vòng ngoài rồi bả cần cái gì tôi giúp được giúp, còn tiếp cận bả là sẽ một người khác, hiểu không? Tức là tôi quý bả đến mức mà tôi sẽ chăm sóc bả theo cái luật cho phép, quý đến mức như vậy bả chanh ép. Mà dĩ nhiên các vị biết là tôi đến với bả không phải là vì tiền, không phải là vì nhan sắc, sắc gì nổi xấu hơn mà má tôi nữa là sao. Cho nên cái giá trị của chúng ta chính là những gì chúng ta đóng góp cho đời và để lại cho đời. Tôi nói rồi, trên đời này có hai cái loại người lầm. Cái hạng thứ nhất không để lại gì xấu mà để lại toàn là cái đẹp thôi. Còn hạng thứ hai không để lại cái gì đẹp nhưng cũng không để lại cái gì xấu. Còn hạng thứ ba không để lại cái gì đẹp, để lại toàn là cái xấu thôi. Nghe kịp không? Thì cũng vậy. Giá trị của mỗi con người nó nằm ở nhiều khía cạnh lắm. Một, người đó đang có mặt ở đâu, đang sống thế nào, và người đó đã cho ra cái gì và đã để lại cái gì. Thì toàn bộ những gì mà chúng ta nhận thức và hành trì mà tôi vừa trình bày từ đầu buổi giảng đến bây giờ, đó chính là cái chỗ quay về
cho mỗi người đang có mặt tại đây trong pháp hội sáng nay. Nhớ chừng đó, hãy nhớ rằng chúng ta rất là cô đơn, đừng có tin cậy quá nhiều vào tình thân. Một khi thần chánh hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, vợ con dẫu có chí tình thì ngậm ngùi chỉ biết lầm thinh đứng buồn. Không ai có thể chia sẻ cái chết, cái bệnh, cái đau cho mình được hết. Tôi đã từng đến tụng kinh cầu an cho nhiều người Phật tử giàu có, nứt đố đổ vách. Nhưng mà nó châm biếm một điểm đó là bao nhiêu cái sang giàu hào nhoáng đó, nó không có đem lại một cái sự chia sẻ nhỏ bé nào cho cái người đang nằm thoi thóp đó. Trong khi đó, các vị có dịp mà nhìn thấy những cái chết của người có tu tập nó đẹp lắm. Tôi có may mắn, một cái duyên rất là lạ. Năm 81, tôi còn bé, tôi có dịp tôi dự đám tang của ngài Hộ Tông. Lúc tôi đang ở chùa Giác Quan, thì chư tăng Giác Quan đi thì có tôi trong đó. Tôi được nhìn thấy sư Giác Chơn bế tôi lên cho tôi nhìn ngài Hộ Tông. Chứ tôi có cái phước của tôi phải khoe cái này. Ngài Hộ Tông ngày đi Pháp năm 80, tôi cũng xuất gia năm đó. Ngày đi một năm ngày về, ngày nghe nói có ông pháp sư nhỏ, ngày kêu tôi lên cho ngài gặp. Đó là cái vinh hạnh đấy. Cái vinh hạnh. Và cái chết thứ hai mà tôi cho là tôi cũng vinh hạnh đó là có một ngày ở một ngày năm 95-96 gì đó, tôi đang ở Biên Hòa, có bảy Vĩnh Phúc thuê một chiếc xe Daihatsu lên chùa với rước sư trưởng và chư tăng ở Bủ Đức, nói rằng qua viếng tang ngài Pháp Minh. Cái điều rất là đặc biệt là có một Phật tử bên Pháp về thăm ngài, hẹn hôm sau tới để bác. Sáng sớm họ tới, họ thấy ngài ngồi thiền trong cốc, bên dưới là xây gạch tới đây, bên trên là tre, xin lỗi, giống như chuồng heo vậy đó. Y như cái chuồng heo. Là vì sao? Vì họ đòi cất cốc tường mà ngài không chịu. Họ nói để cốc lá thì rắn với lạnh lắm. Rắn rít rồi lạnh lẽo. Ngài nói thôi bây giờ xây kiểu chuồng heo, có nghĩa là nó tới đây thôi. Mà không cho tô, chỉ là gạch gạch thô, gạch trần gắn vào nhau. Rồi bên trên thì để tre, rồi che ni lông vậy đó. Thì ngài hẹn người Phật tử ở hứa ngày mai họ lên là để bác. Thì ngài ừ rồi tối đó biết ngài mất lúc nào mình không biết. Nhưng mà đại khái là lúc ông trở lại thì sáng hôm sau thì ngồi thẳng lưng thế này, tịch. Mình phải biết quỳ lạy mấy con người đó, lạy ở chỗ nào. Mình lạy họ là vì mang ơn họ đã cho mình tin rằng chánh pháp có thiệt. Có thiệt. Và nếu quý vị hỏi tôi cuộc đời của ai đẹp nhất, thì tôi sẽ nói rằng cuộc đời mà hoàn hảo nhất chính là cuộc đời của những người mà đến chết họ vẫn thanh thản. Đó là cuộc đời đẹp nhất. Các vị có giàu cách mấy, các vị có đẹp cách mấy, các vị có quyền lực cách mấy, nhưng mà các vị sống trong âu lo và chết trong núi tiếc và sợ hãi, thì tôi cho đó là một đời sống chưa có trọn vẹn nha. Ngài Pháp Minh, ngài Hậu Tông đã là những người, tôi không nói họ đắc cái gì, nhưng mà họ đã tìm thấy cái chỗ trú ẩn cho cuộc đời. Sư trưởng là những người, là một trong những người có mặt bên cạnh ngài Hậu Tông lúc sắp mất. Ngài thuyết pháp về đề mục hơi thở, đề mục niệm tâm từ. Ngài nói niệm như vậy mới đúng nè. Ngài giảng 15-20 phút xong rồi ngài mới nói ngài muốn đi toilet. Mỗi khi là thị giả là sư Bồ Đức phải giúp đỡ ngài trong đó, nhưng mà hôm nay không, ngài nó một mình đủ rồi. Ngài vô trong đó lay quay một lát rồi ngài bước ra, rồi ngài lên trên giường ngài nằm, y áo chỉnh lại cho đàng hoàng, nằm xuôi tay rồi thì đi. Mình phải mang ơn họ là vì cái chết của họ nó đẹp quá, và nó cho mình một cái niềm tin là nếu sống đàng hoàng sẽ chết ngoạn mục. Chết ngoạn mục. Dĩ nhiên là tiền nghiệp thì mình đỡ không nổi, thì ngàn một kiện liên thì thua rồi nha. Nhưng mà cái tâm nguyện nó quan trọng, nếu không phải là trọng nghiệp quá mãnh liệt thì con sinh đời này không cần thọ, chỉ cần chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch là không hôi hám dơ bẩn, làm phiền mình phiền người. Chết yên là đừng dãy dụa quằn quại, chết tỉnh là đừng có hôn mê nói sản. Chỉ mong một ngày nào đó nghe nó hơi kỳ kỳ, tự mình tắm rửa sạch sẽ, thay đồ lên nằm, theo dõi nó, đi ra, đi vô, đi ra, đi vô. Cuối cùng nó yếu quá thì nó đi luôn. Tôi chỉ mong cái đó thôi. Tôi mong cái đó. Tôi không cần 90 tuổi, không cần chết trong một căn nhà sang trọng, mà tôi tin quý vị tin là tôi, đó là sự thật. Tôi không mong là chết trong ngôi nhà bằng vàng. Tôi không mong chết ở trong trước mặt đám đông rần rần thế này. Tôi chết trong một căn chòi lá ngoài đồng của Miến Điện, Thái Lan cũng được. Miễn là tôi chết theo kiểu đó, nghe kỳ kỳ, tắm rửa sạch sẽ, lên nằm, sửa y áo đàng hoàng, đi luôn.
Đó là chỗ trú ẩn cuối cùng của đời người. Bây giờ là 10 giờ, hồi nãy tôi thuyết pháp lúc bắt đầu mấy giờ? Hả? Có nghĩa là tôi thuyết 1 tiếng rưỡi rồi. 1 tiếng thôi. Mà phải thầy trụ trì có đề nghị là thuyết pháp xong dành thời giờ cho bà con hỏi, bởi vì cơ hội không có nhiều. Tôi không phải là Đức Phật nha, nhưng mà tôi chỉ nhắc một đoạn kinh nhỏ thôi. Là lúc ngài sắp mất, ngài hỏi chư tăng có cái gì hỏi không, vì đây là cơ hội cuối. Cái chuyện mà tôi gặp quý vị đó không có nhiều, và nếu tôi là quý vị tôi có nhiều cái để tôi hỏi lắm, bởi vì ít ra cơ hội gặp nhau không nhiều, và ít ra ổng cũng có những cái kiến giải mà nó rất là riêng tư. Vị này không giống vị khác, đó là cơ hội còn mấy vị khác thì có thể hỏi lúc nào cũng được. Nhưng mà tôi báo trước, tôi kỵ nhất là email hoặc là Facebook mà hỏi đạo. Là vì sao? Là vì trả lời sơ sài đó thì lòng nó không có cam, mà trả lời đầy đủ thì các vị biết mà, gõ cho què cái tai luôn. Hiểu không? Cho nên tốt nhất là lúc này quý vị có thể hỏi, đừng để mai này phải hỏi tiếp. Tôi đếm tới 3 nha. 3. Dạ, trai tăng rồi. Alo, các vị báo tin rồi còn tới giờ trai tăng nữa. Cho nên dạ. Cho nên xin ngưng lại ở đây và chân thành hồi hướng cái công đức pháp thí thuyết pháp thính pháp này đến tất cả thân nhân quyến thuộc của chúng ta, từng người ở đây có ký linh gửi cốt trong chùa hay không cũng mặc, miễn là họ có mặt ở đây hoặc là họ ở xa mà có cái lòng hướng về cái pháp hội để cầu công đức, thì xin cho họ luôn luôn được sống trong cái hào quang của chánh pháp, và mong cho từng người ở đây tiếp tục sống để chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau 20 năm nữa, dầu 20 năm, và chúc các vị luôn an lạc.